Xin chào tất cả các bạn đã đến kênh YouTube của Cuộc Sống Anh Ly. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, gia đình Vinh cùng nhau đi lên cái phạt. Đi từ nhà Vinh đi lên cái phạt này á, nó cách khoảng chừng 30 cây số. Thì các bạn biết không, cái phạt này nó tên là Mount Lofty Botanic Garden. Trong thời gian vừa qua đó, vì cái vấn đề bệnh dịch cho nên gia đình Vinh không có đi đâu chơi đi được nhiều, để mà gửi đến các bạn những cái video clip mới. Còn bây giờ thì hiện tại bệnh dịch nó đã giảm được nhiều rồi, cho nên Vinh mới có dịp để mà dẫn vợ con gia đình cùng nhau đi chơi, đi ra phạt cho những dịp cuối tuần. Thì nhân tiện Vinh cũng gửi đến các bạn những video coi cái cảnh mùa thu ở Nam Định như thế nào. Thì các bạn biết không, hiện tại bây giờ Vinh đang lên dốc. Cái con đường này là con đường mà là chính phủ khoét núi đi xuyên qua núi đó. Các bạn nhìn thấy cái những cái lọt chỏm trên cái đây là chính phủ khoét núi đi qua đó các bạn. Bởi vì ngày xưa hồi trước trước khi mà cái con đường hầm này được làm đó, các bạn biết không, nó là một cái đèo rất là nguy hiểm, nó như một chảy như là một cái cù chỏ, nó rất là nguy hiểm, cho nên mà lọc chính phủ phải khoét núi để mà làm mà lưu thông cho con đường cho mọi người chạy an toàn hơn các bạn. Thì hiện tại bây giờ là Vinh đang chuẩn bị bắt đầu đi vào con đường hầm này đó. Cái tên của nó là Eagle on the Hill đó các bạn. Còn khoảng chừng 400 mét nữa thì là phải bây giờ Vinh đang chạy xe tới. Rồi, bây giờ còn khoảng chừng các bạn thấy xa đó là cái đường hầm không, đi vô đó, các bạn thấy rõ ràng là xuyên núi không đó. Xuyên núi nè các bạn. Đối với các bạn mà ở Nam Úc này á, thì cái con đường hầm này thì cũng là chuyện rất là bình thường, bởi vì cái đường hầm này cũng đã lâu lắm rồi, đã làm được khoảng chừng theo Vinh nghĩ là khoảng chừng gần 20 năm rồi. Nhưng mà tại vì bao nhiêu video clip trước á, Vinh không có quay được cái cảnh này á, là bởi vì Vinh không có đi về cái hướng này để mà gửi cho các bạn xem về cái con đường hầm này. Nhưng mà ngày hôm nay á, Vinh quay được cái cảnh này á, là bởi vì Vinh đi cái hướng lên Mount Lofty. Mà hướng đi lên Mount Lofty thì phải đi ngang cái con đường hầm như thế này các bạn. Tuy rằng cái con đường hầm đó các bạn thấy thì nó không có dài cho lắm, nhưng mà đó là cái Vinh muốn giới thiệu cho các bạn biết là đó là xuyên núi đó các bạn, đục núi mà mặt núi mà đi qua đó. Cái con đường freeway hiện tại Vinh đang chạy đó là cũng có đi Sydney và Melbourne được luôn các bạn. Mỗi khi mà mọi người hay là riêng gia đình Vinh hay quay lại tất cả mọi người đi xuyên bang chơi thì sẽ là đi con đường này. Hiện tại bây giờ là đang trên freeway. Bây giờ Vinh đã rẽ, xe của Vinh đã rẽ vào nhánh hướng vô Mount Lofty đó các bạn. Trên thì ở trên đây là một cái gia đình nước các bạn, cái như thế này và các bạn thấy cái Mount Lofty rồi. Chỉ còn có 300 mét, như mấy 300-400 mét nữa là đã tới rồi. Mà trong thời gian qua dịch quá không ai được đi chơi hết, vì vậy ngày hôm nay cuối tuần và đồng thời nắng đẹp nữa các bạn, người ta đi đông quá trời luôn. Rồi bây giờ nó đang chặn xe lại không cho vô nó hay sao rồi. Xe đang nhìn Vinh, theo Vinh thấy trước mắt là rất có nhiều người đậu xe ở bên ngoài để mà đi bộ vô bên trong. Không
không biết rằng ở bên trong nó có cho đậu xe nữa không ta. Đúng là khi mà có bị dịch không ai đi đâu được chơi được thì đi, đến khi có dịp thì mọi người cùng nhau đi các bạn. Cộng còn chỗ đậu xe rồi. Đúng là đông quá trời luôn. Kiếm cái chỗ đậu xe đi cũng hơi khó nha. Bên kia có chiếc xe ra kìa, không biết người ta có ra không nữa. Không có đâu, giờ này hiếm chỗ đậu xe rồi. Hôm nay không biết mình có thể vô Botanic Garden để mà dẫn con vô chọn chơi và đồng thời để đến các bạn video clip này hay không nữa nha. Kẹt xe, một giờ nữa. Đây có thể chở ra. Không biết có hơn không đây. Để hỏi thử đây. Giờ đi hết nổi rồi hả? Từ đây đến cảnh còn xa lắm em ơi. Đó, các bạn thấy thì mọi người đang nối đuôi nhau đi lên á. Thật sự là quá đông nhờ cuối tuần này như thế này cho nên không thể còn chỗ đậu xe, nó cấm cửa từ ở ngoài đường xa luôn. Ngoài đầu đường luôn ha. Đi vô tới đây hơi phê à. Con đường chạy xe bình thường mọi khi á, bây giờ thành đường đi bộ luôn. Đố các bạn cây thiệt hay cây giả đây? Giống cây gì? Giống cây giả quá ha các bạn ha. Rồi, hiện tại bây giờ cuối cùng là sau 15 phút quốc bộ thì cuối cùng là cũng đã tới cổng của Malopty Botanic Garden rồi. Thì ở đây nó có hai cổng đó. Thường thường á, khi mà mình chạy xe á, là mình sẽ đi vô cái cổng chính đó các bạn. Đây. Malopty Botanic Garden. Rồi bây giờ mình đi cái con đường này đi. Đi con đường này cho nó ngắn lại một chút, cho nó gần lại một chút. Các bạn thấy từ xa là cái con dốc phải cuốc dốc cuốc bộ lên đấy. Mọi người bây giờ phải đi bộ vô. Bây giờ đang bước vô cái cổng này là cổng phụ này. Cổng đường này để dành cho xe ra. Thì xa là các bạn đã thấy cái phong của cảnh Malopty rồi. Ba mẹ con nó đang đi ở đằng trước đó. Cái vàng đẹp quá. Lá vàng đẹp, thật là đẹp vậy. Nhìn cái cây này giống cây vàng quá ha các bạn ha. Cây toàn là màu vàng. Mọi người đang ở trong cái phạm cũng không có ai ngồi gần nhau, là vẫn giữ cái khoảng cách. Thì cái khoảng cách như vậy là an toàn cho vấn đề đang mùa bệnh dịch này đó các bạn. Rồi con gái đang đứng làm điệu cho mẹ chụp hình nè. Đang đứng ở trên cao quay xuống toàn cảnh của khu vực Malopty nè. Mọi người cùng nhau đổ ra phạt chơi nè.
sau những ngày bị giam lỏng bởi bệnh dịch nè. Cảnh đẹp quá ha các bạn. Bình thường nếu như mà không có quá đông người á thì mình sẽ đậu xe ngay chỗ này luôn này. Không cần phải đi lội bộ xa như hồi nãy. Tại vì hôm nay đông quá cho nên phải đậu xe thuốc ở dưới thì đuối luôn. Đi bộ mệt quá rồi lên đây bắt đầu là ngồi ăn và uống rồi đó hả? Trời nắng, nếu mà cuối tuần trời nắng đẹp như vậy thì mình ra công viên ngồi chơi cũng có lý đó các bạn ha. Mẹ con đang đứng chụp hình từ nãy giờ đây nữa nè. Như các bạn thấy ở chiếc mặt đó là vẫn còn tiếp tục con đường mình đi lên núi, trên núi cao nữa. Có những con đường mòn ta làm để mình đi lên nữa các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay gia đình mình chắc leo lên không có nổi nữa rồi. Bởi vì một lát còn phải chừa sức đi bộ từ đây ra ngay chỗ đậu xe nữa. Nếu như bình thường á, cái đợt trước như Vinh đi á là mình có thể đi bộ tham quan hết cái khu đồi ở trên chảnh à. Bởi vì mình xe đậu ngay cái chỗ ở đây, còn bây giờ xe đậu tút ở ngoài kia đi đuối lắm, lát đi lên chảnh là lát ra không nổi luôn á. Giống như hình một cái bức tranh vậy ha các bạn ha, đẹp thật chứ. Rồi bây giờ gia đình Vinh đi theo dòng này đó, đó theo cái máy của Vinh quay xuống đó. Thì các bạn từ xa xa có nhìn thấy cái con đường mòn nè ở dưới không, đó là gia đình Vinh sẽ đi dòng một cái con đường đó để mà đi về. Chứ bây giờ nếu mà còn có sức á thì mình vẫn có thể tiếp tục đi lên trên cao nữa. Ở trên đó là các bạn có thấy là những con đường mòn mọi người có người đi không, đó là mình có thể đi lên trên cao nữa đó các bạn. Nhưng mà đi không nổi đâu, tại vì bây giờ còn phải đi vòng đó xong còn phải đi ra chỗ đậu xe nữa. Đó là cái bên bờ cầu hồi nãy Vinh đứng bên đó đó các bạn. Rồi bây giờ là bắt đầu đi theo cái con đường mòn này để mà đi xuống dưới. Đây là cái dịp cuối thu của Nam Úc các bạn. Ba mẹ con đang thả dốc. Hả? Em nói sao? Đó thì tại vì cái bây giờ nó đã là gần giữa tháng 5, gần cuối tháng 6 rồi à, thì mình đi cái lúc này nó đã là cuối thu rồi em, cho nên thấy cây lá thì nó đã rụng hết rồi. Cái này mà nếu mà mình đi vào cái dịp đầu cỡ tháng 4 á
À, cả tháng 4 á thì nó sẽ ở rất là đẹp luôn. Cảnh mùa thu lá vàng rơi đẹp quá ha các bạn ha. Ồ. Rồi ba mẹ con đang lụm lá vàng hả? Cái này quét còn chưa xong á, đừng nói lụm em. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi về ha. Các bạn ơi, video của Vinh đến đây đã kết thúc. Thành thật cảm ơn các bạn đã xem video của cái Vinh. À, và Vinh cũng mong rằng các bạn hãy ủng hộ gia đình Vinh nhiều hơn nữa bằng cách bấm like, share and subscribe nha các bạn. Bye bye các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye.